Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 20. Abraham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Gera, ở về giữa khoảng Kade và Shurơ. Abraham nói về Sarah, vợ mình rằng, nó là em gái tôi. Abimelech, vua Gera, sai người bắt Sarah. Nhưng trong cơn chiêm bao ban đêm, Đức Chúa Trời hiện đến cùng vua Abimelech mà phán rằng, này, ngươi sẽ chết bởi cớ người đàn bà mà ngươi đã bắt đến, vì nàng có chồng rồi. Vả, vua Abimelech chưa đến gần người đó nên thưa rằng, lạy Chúa, Chúa há sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng? Người đó há chẳng nói với tôi rằng ấy là em gái tôi chăng? Và chính người nữ há chẳng nói rằng ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi. Trong cơn chiêm bao, Đức Chúa Trời phán nữa rằng, ta cũng biết ngươi vì lòng ngay thẳng mà làm điều đó. Bởi cớ ấy, ta mới ngăn trở ngươi phạm tội cùng ta và không cho động đến người đó. Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng, ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi, quả hẳn sẽ chết. Vua Abimelech dậy sớm, đòi các tôi tớ mình đến thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc. Rồi Abimelech đòi Abraham mà nói rằng, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều chi mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối cùng ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó. Vua Abimelech lại nói cùng Abraham rằng, ngươi có ý gì mà làm như vậy? Abraham đáp, tôi tự nghĩ rằng, trong xứ này thật không có ai kính sợ Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng? Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em một cha khác mẹ, và tôi cưới nó làm vợ. Khi Đức Chúa Trời làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng, này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta. Hễ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta, ấy là anh tôi. Đoạn, vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham và trả Sarah vợ người lại mà phán rằng, này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Rồi vua phán cùng Sarah rằng, đây, ta ban cho anh ngươi 1.000 miếng bạc, số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi, và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình. Abraham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Ngài chữa bệnh cho vua Abimelech, vợ cùng các con đòi người. Vậy họ đều có con. Vả lúc trước, vì vụ Sarah vợ Abraham, nên Đức Giê-hô-va làm cho cả nhà vua Abimelech đều son sẻ. Chương 21. Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sarah thọ thai, sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định. Abraham đặt tên đứa trai mà Sarah đã sinh cho mình là Isaac. Đúng 8 ngày, Abraham làm phép cắt bì cho Isaac theo như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Vả khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Sarah nói rằng, Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười. Hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi. Lại nói rằng, há ai dám nói với Abraham rằng Sarah sẽ cho con bú ư? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. 9 ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai Cập đã sinh cho Abraham cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Abraham rằng, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói, vì do nó Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi.
ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng và giao đứa trai cho nàng rồi đuổi đi. Nàng ra đi, đi dông dài trong đồng vắng Be'er-sheba. Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia, đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn vì nói rằng: "Ôi, tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết." Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu nàng Aga mà phán rằng: "Hỡi Aga, ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ chi, vì Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi. Hãy đứng dậy, đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn." Đoạn, Đức Chúa Trời mở mắt nàng ra, nàng bèn thấy một cái giếng nước và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống. Đức Chúa Trời vừa giúp đứa trẻ, nó lớn lên ở trong đồng vắng và có tài bắn cung. Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran, mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô. Về thuở đó, vua Abimelech và Phi-côn quan tổng binh mình nói cùng Abraham rằng: "Đức Chúa Trời vừa giúp ngươi trong mọi việc ngươi làm. Vậy bây giờ hãy chỉ danh Đức Chúa Trời mà thề rằng ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta, nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy." Abraham đáp rằng: "Tôi xin thề." Abraham phàn nàn cùng vua Abimelech về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt. Vua Abimelech bèn nói rằng: "Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó, chính ngươi chẳng cho ta hay trước, ngày nay ta mới rõ đây mà thôi." Đoạn, Abraham bắt chiên và bò dâng cho vua Abimelech, rồi hai người kết ước cùng nhau. Abraham lựa để riêng ra 7 con chiên tơ trong bầy, thì vua Abimelech hỏi rằng: "Làm chi để 7 con chiên tơ đó riêng ra vậy?" Đáp rằng: "Xin vua hãy nhận lấy 7 con chiên tơ này mà chính tay tôi dâng cho, đặng làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng này." Bởi cớ ấy nên họ đặt tên chỗ này là Be'er-sheba, vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau. Vậy hai người kết ước cùng nhau tại Be'er-sheba. Đoạn, vua Abimelech cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy trở về xứ Philistin. Abraham trồng một cây me tại Be'er-sheba, và ở đó người cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hằng hữu. Abraham trú ngụ lâu ngày tại xứ Philistin. Chương 22. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng: "Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây." Đức Chúa Trời phán rằng: "Hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho." Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Qua đến ngày thứ ba, Abraham nhướng mắt lên, thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng hai kẻ đầy tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa. Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người." Abraham lấy củi về của lễ thiêu chất trên Isaac con mình, rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi. Isaac bèn nói cùng Abraham cha mình rằng: "Hỡi cha." Người đáp: "Con ơi, cha đây." Isaac nói: "Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu." Abraham rằng: "Con ơi, chính Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn lấy chiên con đặng dùng làm của lễ thiêu." Rồi cả hai cha con cứ đồng đi. Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy. Tại đó Abraham lập bàn thờ, chất củi lên, trói Isaac con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ. Abraham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: "Hỡi Abraham, Abraham." Người thưa rằng: "Có tôi đây."
Thiên sứ phán rằng: đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. Abraham nhướng mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực sừng mắt trong bụi cây, bèn bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình. Abraham gọi chỗ đó là Jehovah Jireh. Bởi cớ ấy ngày nay có tục ngữ rằng: trên núi của Đức Jehovah sẽ có sấm sẵn. Thiên sứ của Đức Jehovah từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Jehovah phán rằng: vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Đoạn Abraham trở về nơi hai người đầy tớ, họ đứng dậy đồng nhau đi về Beersheba. Abraham cứ ở tại Beersheba. Sau các việc đó, người ta thuật lại với Abraham tin này rằng: này, nàng Minca cũng sinh con cho em ngươi là Naco. Con trưởng nam là Út-sơ, em trai là Bu-sơ, Kemuel, cha của Aram, Kê-sết, Ha-sô, Phin-đác, Dít-lát và Bê-tu-ên. Bê-tu-ên là người sinh Rebecca. Minca sinh 8 người con trai đó cho Na-cô, em của Abraham. Còn người vợ nhỏ tên là Reu-ma cũng sinh con là Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca. Chương 25. Đây cũng là những châm ngôn của Salomon mà các người của Ê-xê-chia, vua Giu-đa sao tả: giấu kín việc nào, ấy là vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng dò xét điều nào, ấy là vinh hiển của các vua. Người ta không thể dò biết bề cao của từng trời, bề sâu của đất, hay là lòng của các vua. Hãy lấy cước khỏi bạc thì thợ bạc liền được một khí dụng. Hãy trừ kẻ ác khỏi trước mặt vua thì ngôi người sẽ nhờ công bình được lập bền vững. Chớ phô mình trước mặt vua và đừng ngồi tại chỗ của người cao trọng. Vì thà người ta nói cùng con rằng hãy lên đây, hơn là người ta hạ con xuống trước mặt vua chúa mà mắt con đã thấy. Chớ vội gây ra điều tranh tụng, e rốt cuộc khi kẻ lân cận con đã làm con hổ thẹn, con sẽ chẳng biết làm chi. Hãy đối nại duyên cớ con với chính kẻ lân cận con, song chớ tỏ sự kín đáo của kẻ khác, e khi người nghe điều ấy sẽ trách con, và sự sỉ nhục con không hề bôi hết chăng. Lời nói phải thì khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc. Người khôn ngoan quở trách lỗ tai hay nghe, khác nào một cái vòng vàng, một đồ trang sức bằng vàng ròng vậy. Sứ giả trung tín với người sai đi giống như tuyết mát mẻ trong ngày mùa gặt, vì người bổ sức linh hồn của chủ mình. Kẻ nào tự khoe khoang giả dối về lễ vật mình, tợ như có mây có gió mà không mưa. Hằng chậm nóng giận mới khuyên được lòng của quan trưởng, còn lưỡi mềm dịu bẻ gãy các xương. Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải, kẻo khi ăn no chán con mửa ra chăng. Chớ năng bước chân đến nhà kẻ lân cận con, e người chán con và trở lòng ghét con chăng. Kẻ nào đối chứng giả dối cho người lân cận mình, khác nào một cây búa, một cây gươm, một mũi tên nhọn. Tin cậy kẻ bất trung trong ngày hoạn nạn giống như răng bị gãy bể, tỉ như chân trẹo đi. Ai hát cho lòng buồn thảm nghe, khác nào kẻ lột áo mình khi ngày lạnh, và như giấm đổ trên diêm tiêu vậy. Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn. Nếu có khát, hãy cho nó uống, vì như vậy con chất than cháy đỏ trên đầu nó, và Đức Giê-hô-va sẽ báo lại cho con. Gió bắc sinh ra mưa, còn lưỡi nói hành cách kín đáo gây cho mặt mày giận dữ. Thà ở một góc trên mái nhà,
hơn là ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh. Tin lành ở xứ xa đến giống như nước mát mẻ cho người khát khao. Người công bình siêu tó trước mặt kẻ gian ác khác nào một suối nước bị giấy đục, một nguồn nước bị hư. Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt, và cầu kiếm vinh hiển cho mình ấy gây sự tổn hại. Người nào chẳng chế trị lòng mình khác nào một cái thành hư nát, không có vách ngăn. Chương 5. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả người mong rằng sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sinh trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuông. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính mà này có sự bạo ngược, trông được công bình mà này có tiếng kêu la. Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa và các ngươi ở một mình giữa xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời này: thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở. Ấy vậy, 10 mẫu vườn nho chỉ sinh được 1 bát rượu, 1 ô me hột giống chỉ được 1 ê pha. Khốn thay cho cả dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chày đến ban đêm phát nóng vì rượu. Trong tiệc yến họ có những đờn cầm đờn sắt, trống cơm ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va, họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Vậy nên dân ta phải bắt làm phu tù vì không hiểu biết. Kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần. Sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều xa xuống đó. Kẻ hèn bị khuất, kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người kiêu ngạo bị hạ xuống. Song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính. Đức Chúa Trời là đấng thánh nên thánh trong sự công bình. Bây giờ những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình, người ngụ cư sẽ ăn ruộng hoang của kẻ giàu. Khốn thay cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau, và như dùng đõi xe kéo tội lỗi. Họ nói: xin vội vã kiếp làm nên công việc Ngài hầu cho chúng tôi thấy. Nguyền xin mưu của đấng thánh Israel hãy lại gần, hãy tới đến cho chúng tôi được biết. Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say, vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Vậy nên
như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thế ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Nhưng đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó. Núi non đều rúng động, xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dù vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách và suýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất. Và này, họ lật đật chạy đến kiếp và mau. Trong đám họ, không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê, không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây giày đứt. Tên của họ đã nhọn, cung đã dương, vó ngựa cứng giường đá, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm khác nào sư tử cái, rống như sư tử con. Chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được. Trong ngày đó sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó, khác nào tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu người ta ngó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn. Sự sáng sẽ bị che tối bởi các chòm mây. Chương 6. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài. Mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán: Đi đi, nói với dân này rằng: Các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt. E rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói: Lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: Cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa, và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,
ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.